Vâng, xin chào các bác nhá. Hôm nay thứ hai là cũng là ngày đầu tuần. Bên em có đi lắp đặt cho anh Cường bên Gia Lâm Hà Nội. Ở bên Long Biên Hà Nội thì anh ấy có làm một cái cấu hình. Thì hôm nay bên em sẽ đi lắp đặt, nó bao gồm cấu hình bao gồm là loa KS112T của TV vào nút, hàng chính hãng các bác. Là hai đôi. Một con súp đơn này. Đấy, con súp đơn này là anh ấy lấy một chiếc đơn 50. Có mã là W118. Cũng là của hàng TV vào nút. Thứ ba nữa là cũng công suất 4 kênh. Đấy, cũng công suất 4 kênh đây. Em đang để ở dưới đây rồi. Đấy, cũng công suất 4 kênh của Martin. Là một chiếc tấm mic của CAF. Đây. Mic của CAF đây, em đặt này nhìn hơi khó nhỉ. Vâng, tí nữa thì em sẽ lắp đặt, nhưng mà đây, đây là chính là mic của CAF, hàng chính hãng các bác nhé, là một chiếc. Và vang số CAF X2000 Pro cũng là hàng chính hãng luôn. Đây. Đây chính là em nó. Đây chính là em nó. Tiếp theo là một tủ âm 12U, tủ âm thanh ạ. Đây tủ âm thanh đây, chứng kho em mà. Một tủ âm thanh 12U. Đó. Và một bộ Việt KTV chọn bài 6T. Vâng. Và một bộ dây tín hiệu. Đó, thì đây là chính là loa KS112 này. Về em quên em chưa quay cho các con. Đấy. Thì là bây giờ thì chúng em sẽ tiến hành cho lên xe để bắt đầu là di chuyển sang bên Long Biên Hà Nội. Rồi thì em sẽ cho lên xe. Xe này của em thì chở thoải mái. Đây là hai đôi KS112. Đây là của công suất Martin, con này rất nặng nhá, hai người mới khênh được anh ạ, các bác ạ. Hai người bê được nó rất là nặng luôn. Đấy. Con này hàng cực khủng luôn. 4 kênh, nhưng mà mỗi một kênh của nó là 1800W. Tí nữa thôi khi lắp đặt thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Hai thanh niên chưa vợ mới khênh được. Nó rất là khủng long bọ chúa. Đây là mic này, vang số này. Đó. Toàn hàng chính hãng nha các bác nhá. Bộ này nó đâu đó khoảng tầm 80 triệu. Nếu các bác muốn biết tìm hiểu thêm về giá thì xin mời các bác liên hệ từ số điện thoại đây, 0978 503 822. Bên em sẽ hỗ trợ các bác và làm cách nào để các bác có thể mua được giá bên em tốt nhất. Đây là cục siêu trầm. Đó. Súp đơn bát 50. Cũng là hàng chính hãng của TV của nút. Còn các thanh niên chưa vợ khênh cảm thấy nó vất vả, bởi vì là cái hàng này nó hàng rất là nặng. Và hàng chính hãng nó lúc nào nó nặng. Không vừa luôn. Hay là bỏ thùng ra. Đặt nghiêng được không em ơi? Đặt nó nằm xuống ấy. Đấy, đúng rồi. Rồi, ok, em đã vào. Bởi vì là
Bây giờ chúng em bắt đầu di chuyển. Thì là sang tới nơi thì em sẽ làm cái review thực tế luôn để cho các bác xem. Và em cũng hướng dẫn cách lắp đặt đó, làm sao cho nó đúng. Vâng, chúng em thì đã có mặt tại công trình và bây giờ thì chúng em sẽ vào lắp đặt tới công trình nữa nha. Quán cà phê Hương Sen ở Long Biên, Hà Nội. Đây là phòng hát nhau nghe. Điều hòa đã được không? Đó. Rồi chưa bật được. Không có điện. Có điện nhưng mà cái không bật được, không lên điện, không bật được các con điện. Điều hòa. Em bật mấy quạt lên cho nó tắt. Tên thợ đến sửa điều hòa. Đó. Vâng, thì bây giờ bên em sẽ tiến lắp đặt. Xem đi. Đây, bật mấy quạt để cho thoáng ra mà. Nên bật cho cái quạt để cho thoáng phòng. Cấu hình này em sẽ đi Haruna Full. Không gian này chỉ Haruna Full thôi, âm thoải mái. Lấy cái thang, lấy trên xuống thì lấy cái thang, cái này xuống. Cứ bắt hết cái này đã. Giờ cắt đi. Anh cáo một cái không? Khi mà có các bạn để dài quá, cắt mất phù hợp với không gian. Vâng, đây là em đang đấu dây New Six. Cảm ơn thiết bị. Đây là dây loa của phòng ngoài. Là chủ nhà là thiết kế là cửa âm thanh bên trong. Đó. Em sẽ vào trong đây là lắp đặt thiết bị ở bên trong này. Tiên sẽ là đẩy công suất MX 1800W.
con số TV và nút tích 2 kỳ của nó các bác nhé. Đây chính là thiết bị thứ 2. Và tiếp theo nữa sẽ là một bộ mic không dây và CAF hàng chính hãng. Vâng, với cái combo này có cấu hình một bộ chiêu nguồn, đây là một bộ chiêu nguồn các bác nhé, S802 của Kiwi. Thứ hai là mic CAF. Thứ ba là một băng số TV có nút 2000 W. Thứ tư là đẩy công suất Martin MX 1800W. Vâng, bây giờ em sẽ đấu nối thiết bị. Anh yên tâm, còn em Hàn ở trên rồi. Rồi, chụp nó vào sẵn lắm. Anh yên tâm, còn em Hàn ở trên rồi. Ok, có ai cua chưa? Ok, cua chưa? Vâng, thì cấu hình em đã lên xong. Và bây giờ thì sẽ quay ra cắt. Mic lên 1 2 6 1 2 vâng, xin cảm ơn quán cà phê Thu Hương đã tin tưởng tuyển vụ audio chúng em, và cũng rất là mong các bác cho em.